Chào mừng các anh chị đến với kênh Xe Đẹp Bình Dương, kênh chuyên giới thiệu các dòng ô tô đã qua sử dụng còn đẹp zin nguyên bản. Thì hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc Honda City bản top đời 2019, mới chạy có 19.000 km nha các anh chị. Xe này là biển Bình Dương nhưng mà gốc là Sài Gòn, nên khi mà các anh chị mua xe này nếu mà đăng ký về Sài Gòn hay Hà Nội thì cũng đỡ tốn 20 triệu tiền biển. Xe chạy ít, chủ sử dụng rất là kỹ nên phần nội ngoại thất còn rất là đẹp nha các anh chị. Trời đang chuyển mưa nên khá là tối, Duy cũng quay nhanh cho các anh chị xem cận cảnh luôn. Đây phần ghế da còn cực kỳ đẹp, bản top thì trang bị 6 túi khí. Đây chúng ta xem cận cảnh cần số, vô lăng. Xe cũng đã có trang bị ghế da heo xe, startup. Rồi chúng ta cùng xem hàng ghế sau luôn nha. Đây hàng ghế sau của xe, có cửa gió cho hàng ghế sau luôn. Cũng đã bọc trần 5D và gắn camera hành trình. Loại rất là đắt tiền nha các anh chị. Xe chạy 19.000 nên lớp xe cũng còn rất là dày. Chúng ta lấy xe này về thì cũng không cần làm gì thêm. Lớp dự phòng là cũng chưa hạ luôn. Có phía sau thì có camera lùi và cảm biến lùi. Đây là chúng ta cùng xem lớp dự phòng. Khá tối. Ta hãy để gì đặt bật đèn pin lên. Đây, lớp dự phòng chưa hạ nha các chị. Phần bên ngoài xe thì cũng không có trầy xước gì cả, còn rất là đẹp. Và chúng ta cùng xem khoang lái luôn. Đây là khoang lái của xe. Xe vừa về thì bên Duy cũng chưa có vệ sinh gì cả, nên cũng còn khá là bẩn. Duy cũng quay nhanh cho các anh chị xem. Xe chạy 19.000 km. Nội ngoại thất còn rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng xem khoang máy luôn nha các anh chị. Đây là khoang máy của chiếc Honda City bản 1.5. Bản top sử dụng động cơ 1.5 đi kèm hộp số tự động CVT. Đây là ốc chân máy. Còn đây là ốc nắp capo. Tất cả các xe bên Duy bán ra là cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là chưa qua đại tu và không tua đồng hồ km nha các anh chị. Nên các anh chị khi mà mua xe bên Duy thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Chiếc Honda City bản top đời 2019 chạy 19.000 km. Bên Duy đang chào bán với giá là 505 triệu đồng còn thương lượng. Các anh chị yêu thích dòng xe có thể nói là tốt nhất phân khúc B này, thiết kế đẹp nhất luôn, thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị nha. Duy xin cảm ơn các chị đã xem hết video của Duy. Duy xin chào tạm biệt ạ.